Tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Là vị lãnh đạo tối cao trong ngành hành pháp, nên mỗi đầu năm, Tổng thống Trump có quyền ân xá cho những tội phạm đang bị cầm tù mà ông chọn lọc. Năm nay 2020, Tổng thống tha tội cho 11 tội phạm, như cựu thống đốc Rod Blazkowicz, người vi phạm bán ghế thượng nghị sĩ tại tiểu bang Illinois, hay tha cho cựu cảnh sát trưởng New York gian lận thuế vụ. Trước đó, Tổng thống cũng kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp William Barr buộc tội nhẹ hơn cho bạn thân của Tổng thống là ông Roger Stone, bị 4 công tố viên tuyên án 9 năm tù ở, làm cho 4 vị này từ chức. Tổng thống tiếp tục tuyên bố ông là lãnh đạo tối cao của ngành tư pháp, cho nên Bộ trưởng Barr nói là ông khó xét xử công bằng trên phương diện pháp lý. Vì những dữ kiện có tính cách chèn ép nêu trên của Tổng thống, hơn 2.000 cựu nhân viên tư pháp đòi Bộ trưởng Barr từ chức vì nghe lời chỉ thị của Tổng thống hơn là thực thi công lý. Cùng lúc, cuộc tranh luận lần thứ 9 rất sôi động với 6 ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Dân Chủ ngày 20 tháng 2 tại Las Vegas được tổ chức. Trong đó, lần đầu tiên, nhà tỷ phú Michael Bloomberg tham dự. Ông thị trưởng New York đã chi 330 triệu Mỹ Kim tiền quảng cáo, bị 5 đối thủ tấn công tơi bời về việc ông kỳ thị phụ nữ làm việc trong sở ông, về việc ông đưa ra chính sách theo dõi bắt bớ người da màu, về việc ông bỏ tiền ra mua chuộc chức vụ tổng thống. Ông trả lời là tiền ông làm thành công bỏ vào quỹ từ thiện giúp ngăn chặn bán súng bừa bãi, giúp chương trình biến đổi khí hậu, giúp phát triển học vấn cho các trẻ em thiếu thốn và lo cho sức khỏe cộng đồng. Cử tri cũng chứng kiến 5 ứng cử viên còn lại ấu đã không nương tay với nhau, ráo riết hạ đối thủ để coi ai được cao điểm và được chọn chạm mặt tay đua với Tổng thống Trump. Tất cả đòi thượng nghị sĩ Sanders dẫn đầu cuộc chạy đua sơ bộ tại New Hampshire phải trong sạch trình ra hồ sơ bệnh án của ông sau cơn đau tim và phải đưa ra rõ ngân sách cho kế hoạch chăm sóc y tế cho toàn dân và ngân sách cho tất cả sinh viên đại học được học miễn phí mà ông cổ võ. Hai ông Bloomberg và Sanders bị tấn công nhiều nhất vì được điểm phụ trội hơn, nên 4 người còn lại tự bào chữa và quảng cáo về thành tích của cá nhân mình để giành phiếu cho mình. Mong cử tri chờ xem coi 6 ứng cử viên này có thời giờ nhiều hơn để chú trọng đến những vấn đề then chốt chống trả với Tổng thống Trump như thế nào trong cuộc tranh luận sắp tới tại South Carolina. Jackie Bong xin kính chào quý vị.